Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong buổi sáng cuối tuần hôm nay nhé. Cách đây ít giờ thì nam ca sĩ Ngô Kiến Huy đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Có thể thấy anh đang vô cùng bức xúc trước một nhân vật nào đó đang kết bè phái để nói xấu nhau. Sự việc này hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những fan hâm mộ của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Cụ thể, vào tối ngày hôm qua mùng 7 tháng 5, nam ca sĩ đã chia sẻ trên trang cá nhân như sau: nói xấu, ghen ghét, bề phái, hơn thua, đâm trọt, thấy nhiều cũng bị nhiều, né được thì né, không thì cứ cười cho qua xem như bài học, quan trọng luôn tự dặn mình ở vị trí nào cũng không bao giờ làm vậy với bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào. Có thể thấy, thông qua sự việc, Ngô Kiến Huy đang vô cùng khó chịu và không chấp nhận hành động hơn thua, ghen ghét nhau rồi đâm trọt sau lưng của một số người. Mặc dù không rõ anh đang cố tình nhắc đến nhân vật nào, nhưng dòng trạng thái phẫn nộ lại rơi vào đúng thời điểm chương trình Running Man Việt Nam mùa 2 đang diễn ra và ban tổ chức vừa chốt sổ số lượng thành viên tham gia. Chính điều này đã khiến nhiều cư dân mạng không khỏi chú ý và dành nhiều nghi vấn trước động thái xảy ra. Vốn là một người có tính cách vui vẻ, hòa đồng và hài hước, rất hiếm khi thấy Ngô Kiến Huy phải đăng đàn bức xúc một chuyện nào đó. Tuy nhiên thì lần này nam ca sĩ đã phải tỏ rõ thái độ không hài lòng. Anh cho rằng mình đã chứng kiến cũng như gặp nhiều điều tương tự. Trước những dư luận, nam ca sĩ luôn dặn bản thân ở vị trí nào cũng không được làm như vậy với bất kỳ ai. Được biết, hiện tại Ngô Kiến Huy đang tạm gác lại công việc cá nhân để dành thời gian tham gia chương trình thực tế Running Man Việt Nam. Đây là mùa thứ hai anh xuất hiện và được đông đảo khán giả yêu mến, mong đợi những màn chơi lầy lội của Thỏ Đen. Tuy nhiên, cách đây vài giờ thì anh cũng đã khiến khán giả khá hoang mang khi chia sẻ hình ảnh bị xây xát với vết cào bầm trên cổ. Chắc hẳn đó là chiến tích sau những màn giằng co xé bảng tên đầy khốc liệt giữa các thành viên. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ sao về thông tin này thì hãy để lại comment ở dưới để cho chúng mình cùng được biết nhé. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày.